về nữa đi Nam ơi.
Quiero tener una mate.
buổi lễ mừng tân gia đại cát gia đình anh chị trưởng khoa chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép anh em chúng tôi xin được tới lời cho gia đình, xin được gửi tới toàn thể quý vị một lời cảm ơn chân thành, lời kính sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời anh chị sẽ bước lên sân khấu để cùng ra mắt toàn thể quý vị, trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến và hiện diện trên sân khấu này đây, đó chính là anh Lương Văn Trường và chị Lò Thị Hương. Dạ vâng ạ, thật đúng là nhà nước cầm pháo thì mất hay, nhưng ta lại có những chàng pháo tay nhiệt tình, vừa vui vừa khỏe lại vừa xinh. Vậy thì cái đều tay ta vô chắc chắn sẽ lung linh khắp cả hôn trường, phải không quý vị ơi? Nổ ra một tràng rất lớn cho anh chị chúng ta đi đâu. Chúc mừng toàn thể quý vị rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến và thật đúng là trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta thì ai ai cũng hằng mong ước cho mình sẽ có được những niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn. Dạ vâng, sau một thời gian phấn đấu thì gia đình anh chị trưởng khoa của chúng ta đã tích góp được cho mình một khoản tiền và đã xây dựng được cho mình một ngôi nhà thật là khang trang sạch đẹp mà có thể nói rằng ai cũng hằng mong ước. Dạ vâng, niềm vui của gia đình anh chị đã được nhân lên rất là nhiều khi mà ngày hôm nay đây có sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị cùng trở về đây để chúc mừng đại tiệc tân gia đại cát gia đình anh chị trưởng khoa chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, ngày hôm nay đây ngày thật đẹp, tháng thật lành, ngày 13 tháng 6 năm 2022, gia đình anh chị đã thống nhất để tổ chức khánh thành nhà mới. Dạ vâng, ban tổ chức chúng tôi cũng không để cho toàn thể quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm nữa. Ban tổ chức xin được trình trọng tuyên bố tại lễ mừng tân gia đại cát gia đình anh chị trưởng khoa xin phép chính thức được bắt đầu. Cùng nhau đổ ra tiếng chào và tân lớn nào quý vị ơi. Anh chị hãy nở những nụ cười thật tươi để cùng chào đón các bạn để quý vị nào. Bán pháo bông rất là tuyệt vời của thành quý vị, chiếc quả bè, chiếc phi đồng hàng sườn, mới đi lở mưa buồn phòng chốt hơn để ai trưởng quà miếng ăn mở làng sùng cầu bè vẫn nọ, sương nắng phòng bàn tổ chức xúc lù xúc làn cỏ chẳng lẽ bắt tàng nà hở chốt hơn để ai, khai nỉ của bốn mi quan sáng hơn xưa, lạy tàng nà hở phù mưa ý ai, lạy sòng chúc ở tách lại quả bè pi nó cờ cờ, hảo hàn khăn mảnh, phủ dệt bia bàn tướm chờ bàn, phủ dệt cán mương tướm chờ hù, phủ bạch ca ca lại ý màn phòng. Phủ xuống nòng xuống nam mít bà tổ màu, liền lù tàu hở nhớ súng dao. Khai nỉ, phủ hết mít bờ, sáu lẩy bờ, phủ cho bàn. Phủ hết mít làn, sáu lẩy làn, phủ bò phát ngân hủ. Phủ hết mít chù, sáu lẩy chù, phủ cho lìm nớp pi nòng hông nơ. Hắn sân tổ bè, khỏe sang tổ quà mê nớp pi nòng nơ. Dạ vâng, mừng đến chân cho các bạn thân quý vị rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, thật đúng là ngày hôm nay đây toàn thể quý vị chúng ta đã bất chút thời gian riêng tư mà để trở về đây để chúc mừng đại tiệc tân gia đại cát gia đình anh chị rồi. Vậy thì ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau rót rượu vào chén của mình, cùng nhau nâng ly lên để chúc mừng cho gia đình anh chị chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay nào quý vị ơi. Hiên lẩu sáng chén đớp phi nào ơi. Dạ vâng, xin mời anh chị sẽ có những chén rượu để kính mời cho toàn thể quý vị đi ạ. Sẵn sàng chưa nào quý vị ơi? Hãy cùng nhau nâng ly của mình lên đi ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng thanh hô 1, 2, 3 rô, 2, 3 rô, 2, 3 chúc mừng đại tiệc tân gia đại cát nào quý vị ơi. 1, 2, 3 2, 3 2, 3 rất là tuyệt vời ạ. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị uống cả chén rượu để chúc vui chúc mừng gia đình anh chị trưởng khoa chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, một lần nữa trân trọng và cảm ơn anh chị rất là nhiều cũng như cảm ơn toàn thể quý vị. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời anh chị chúng ta sẽ tranh thủ xuống từng bàn cơm tiệc rượu để cùng nhau mời cơm mời rượu cho toàn thể quý vị chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay đi ạ. Dạ vâng, trân trọng kính mời toàn thể quý vị, trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau bước lên sân khấu để cùng chung vui, để cùng nhau có những bài hát hay nhất, sôi động nhất của mình để tặng cho toàn thể quý vị. Chúc mừng cho anh chị chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay nha quý vị ơi. Và theo yêu cầu của gia đình anh chị trưởng khoa chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay thì
toàn thể quý vị, chúng ta không ai được vội về đâu quý vị ơi. Gia đình đã bảo là hả cho tên cảm trạng này giang nó Phi Long nữa. Chứ lại nó qua Phi Long ơi. Dạ vâng, kỹ thuật thì quý vị thân mến, và để tiếp nối chương trình trong buổi trưa hôm nay thì ban tổ chức